đua xe tăng Drazay SCV-122 và SCF-9040. Chiến thắng xe tăng Drazay SCV-122 tốc độ 66 km/h. Đua đầu máy hơi nước ngày 12 tháng 9 năm 2009 tại Jovelen, Slovakia. Động cơ hơi nước làm bẩn tất cả mọi người. Điều đó chứng tỏ những điều lớn lao khi lấy động cơ diesel thay thế cho động cơ hơi nước. Xe buýt thực hiện một cuộc đua 1/4 dặm với xe cảnh sát. Đêm 2009, cuộc đua lửa, xe buýt chạy trên một cặp bánh, được 1/4 dặm. Xem xe nào thắng.
Rodeo 2011. Bạn xem chiếc xe tải Rodeo 2012 sắp ra mắt. Xe tải Rodeo 2009. Đó là cách động cơ quay với toàn bộ sức mạnh và tải trọng. Rodeo 2009, nền kinh tế nhiên liệu và một khu vực mơ hồ. Vì vậy, hãy đơn giản hóa bằng cách nhìn các đầu kéo ngày đua.